Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểm Bến Tre của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Đây mình quay cho mọi người xem này. Ở bên nhà hàng xóm của mình thì đang ngắt cây cuối cho cúc mâm xôi hàng 4 cây ha. Đó, đây là cái khu vườn của anh Cường này, anh đang ngắt đó. Còn ở phía bên này thì bác của mình này, hàng 5 cây cũng đang ngắt cây cuối cho cúc mâm xôi. Còn đây là cúc của nhà mình. Cúc của nhà mình thì ngày mai mình mới ngắt, tại vì mình lên lịch hẹn rồi, thì ngày mai các cô mới sắp xếp và về ngắt cho nhà mình được. Cúc của mình hiện tại thì phát triển tương đối tốt. Đó, một số những cái đọt ở đây thì nó bắt đầu tẻ rồi này mọi người, tẻ rồi ha. Tuy nhiên thì cái này cũng không sao, vì tới ngày mai thì sẽ ngắt bỏ hết cái phần đầu này ha. Đó. Ai mà theo dõi mình thì cũng thấy là cách đây tầm 10 ngày ha, cúc của mình lúc đó thì nó yếu đọt mà vừa hơi bị khẳng khẳng cây, lá thì nhỏ, không có được phát. Sau khi mình đã điều chỉnh lại cái lượng phân, kết hợp giữa hai loại phân và đậy cho cây 2 ngày 2 cự phân liên tiếp á, tức là 5 ngày mình tưới một cự đó mọi người, thì cúc của mình nó cũng ốm lên và phát ra được rồi. Như thế này là cũng đẹp đẹp rồi. Đó, có thể gọi là giống như cúc của người ta rồi ha. Lá nở ra đây này mọi người. Đó, đặc biệt thì ở đây thì những cái đọt cúc của mình thì nó tương đối mập nha. Như vậy là mập này mọi người. Và mỗi cái nách lá thì nó cũng là có cái đọt lên sẵn rồi. Đó, mình quay cho mọi người xem ha. Thì cái này chỉ cần mình ngắt đọt đi thôi, thì những cái đọt ở cái nách này ha, ngắt cái phần đọt này nè. Đó, thì những cái đọt ở cái nách này nó sẽ búng lên rất là mạnh luôn. Thì nhìn chung thì cúc của nhà mình nó phát triển là tương đối đều nhau. Hiện tại ở khu vườn mình có 1.600 giỏ nha mọi người. 1.600 giỏ như thế này thì mình một cự phân bây giờ là mình tưới 2,5 kg. Có sự kết hợp giữa hai loại phân, gồm 1 ký 20-10-10 ha. 20-10-10 thì giúp cho cây nó phát triển mạnh về đọt. Và 3 số 16. 3 số 16 thì cũng là một loại phân mà giúp cây phát triển về đọt, nhưng mà nó không mạnh bằng 20-10-10. Nhưng mà 3 số 16 thì vừa phát triển về mạnh về đọt mà vừa lại mập đọt nhiều hơn ha. Thì mình kết hợp giữa hai loại phân đó. Như vậy 1.600 là 4 ký và cộng với một cái bịch giường rễ ha. Giường rễ thì mình cũng đã chia sẻ nhiều, mọi người có thể tùy điều chỉnh theo cái tình trạng cây của mình. Nếu như mà cây của mình nó đã phát triển mạnh, xanh tốt rồi thì mình có thể mua một cái loại mà nó mềm hơn một chút để cho đỡ chi phí. Còn nếu như cây của mình mà nó hơi yếu và cần phát triển mạnh hơn về đọt đó, thì mình có thể đầu tư thêm một chút ha. Thì đó là tùy mọi người. Còn ở đây thì nhà mình xài cái loại này. Mấy cự phân liên tiếp này là nhà mình xài cái loại này này. 1.600 là phải xài hết 2 hũ nha. Như vậy là 800 cây là một hũ. Tưới vào kết hợp với phân và tưới cho cây ha. Chia sẻ với mọi người, đó là trong cái quá trình tưới phân của nhà mình, cứ 2 cự phân thì nhà mình sẽ mua thêm một cái 2 cự nhá. 2 cự thì chỉ dùng một lần, đó là cái bịch mà diệt nấm á, diệt vi khuẩn á, tưới chung với cây ha. Đặc biệt là vào những cái thời điểm mà trời mưa nhiều đó. Thì cây á, mình vừa chăm sóc cái lá đọt và cái mặt trên này, thì vừa phải chăm sóc cái phần gốc ở dưới này, tại vì cái phần giá thể của mình ở trong này để về lâu về dài ha, thì nó cũng sản sinh ra rất là nhiều nấm vi khuẩn và làm cho cây của mình nó cũng có thể có nhiều mầm bệnh. Cho nên cứ 2 cự phân thì nhà mình mua một cái bịch đó, bịch mà diệt nấm diệt khuẩn á, pha chung vô để tưới. Thì cái đó ở trên thị trường bán thì có rất là nhiều loại, mọi người có thể tham khảo, mình mua loại nào cũng được. Thì để giảm bớt chi phí thì 2 cự mình chỉ tưới một lần thôi, và mình thấy như vậy là cũng được rồi. Mình tưới như vậy thì cây của mình ở phía dưới này ấy, nó vừa được sạch, cây vừa khỏe mạnh, mà ở trên này nó cũng phát triển tốt, đỡ bệnh. Đó. Thì đó là về cái phần tưới phân kết hợp với trị nấm cho cái cúc mâm xôi này.
Thì hiện tại thì cây của mình phát triển cũng tương đối tốt. Tuy nhiên thì đây vạch ra cho mọi người xem này. Một số chậu thì vẫn có cái tình trạng là cây nó vàng lá. Vàng lá, thối lá. Thì ở đây thì mình cũng có xịt ngừa thường. Cứ 5 ngày hoặc là 6 ngày thì mình xịt cho cây một cự. Nếu mà cây có tình trạng bệnh mạnh hơn thì sẽ tăng lên. Thì những cây loại phân, loại thuốc mà mình sử dụng cho cúc mâm xôi này thì hầu như trong kênh của mình đều có video hết rồi. Cứ mỗi lần như vậy là mình làm video, mình chia sẻ lên trong kênh ha. Mọi người có thể vào kênh của mình tham khảo. Và mình cũng thay đổi phân thuốc thường. Lúc thì mình dùng loại này, còn lúc thì mình dùng loại kia. Có khi thì mình kết hợp 2-3 loại với nhau. Thì điều đó thì để tăng cái tính hiệu quả của thuốc. Và cũng giúp cho cây nó phát triển được tốt hơn. Đỡ bị kháng bệnh ha. Tại vì dùng phân dùng thuốc thì mình cũng thay đổi liên tục. Hôm nay thì cũng có một có một anh mới nói với mình rằng thấy mình làm cúc này cực quá. Làm cúc chắc vì đam mê chứ thấy tưới xịt hoài tốn tiền. Thì thực ra thì đó là cái nghề mọi người. Và thực sự mà nói mình làm cái loại hoa kiểng nào cũng vậy. Nếu như cây của mình mà nó phát triển tốt đúng về cái tiến độ thì mình cũng rất là khỏe. Nhưng mà nếu mà một cây mà có dấu hiệu bệnh thì rất là tốn tiền thuốc và rất là cực luôn. Đó. Cho nên là nhà mình thường thường thì chủ động xịt ngừa cây. Cứ 5 đến 6 ngày thì xịt ngừa bệnh cho cây một lần. Và nếu mà những cái thời điểm mà trời mà hay mưa thì phải tăng cường lên. Đó. Cộng với cái việc nhà mình tưới phân thì kết hợp với việc trị nấm đó cho cây luôn. Thì cũng đỡ được cái phần nào. Tại vì tưới xịt nhiều thì hao công thì không nói, nhưng mà các loại phân thuốc nó ngấm vô người mình thì về lâu về dài nó cũng không tốt. Thì xịt ngừa thối lá, thối thân cho cây ở trong cái giai đoạn này á, do mình cũng vừa mới vô chân xong này, cho nên cái tình trạng đó thì cũng khá nhiều. Với lại là cái cây của mình bây giờ nó phát triển tương đối bự, kín tàn. Và ở trên này thì dậy rồi, còn ở dưới này thì nhiều khi phân thuốc của mình á nó cũng bị ủ lại ha, cho nên là cây nó phát sinh ra bệnh. Thì trong giai đoạn này mình sử dụng thì ngày hôm qua mình cũng vừa mới xịt mọi người. Mình xịt thì gồm có một cái bịch này. Đây là cái đặc trị thối nhụn ha. Đấy. Cái này là dạng viên nha. Cho nên là khi mình mà dùng cái này thì mình cần phải cho cái viên này nó hòa ra, hòa tan ra với nước đi, trung hòa với các loại thuốc khác đi ha. Cần phải chờ tầm 1 đến 2 phút thì nó mới tan ra hết được. Đó, một viên kết hợp với cái loại này. Loại này thì mình hay xài rồi, mọi người cũng thấy ha. Cái này thì đây thì nó có cái tính đặc trị đây. Và phía sau này thì có công dụng cách sử dụng. Một gói như thế này thì mình chia ra pha làm 2 bình 40 lít ha. Còn cái này thì chỉ pha một bình. Pha làm 2 bình. Đúng rồi, 2 bình 40 lít, 1 bình 20 lít. Còn cái này thì pha một bình 20 lít. Đó. Và xịt lên cho cây. Thì thời điểm mình xịt cho cây thì lúc đó là tầm buổi trưa như thế này nè mọi người. Đó. Khi mà cây lá nó đã khô hết rồi, không còn đọng nước nữa. Dạo này thì nhà mình cũng chuyển qua xịt bằng máy rồi, cho nên đỡ hoài hơn. Đó, xịt bằng trưa thì ở đây cái tàn nó bự ha. Thì mình sẽ dùng cái vòi nó dài ở ngoáy ở phía dưới này. Tại vì bệnh thì thường nó hơn ở dưới này. Đó. Cái này là tầm 2-3 ngày nữa là phải xịt ngừa một lần nè mọi người. Nó đã bị đào ô này nè, vàng lá đây nè. Thì chăm sóc hoa kiểng không chỉ là làm bông ha, không chỉ là bông ở phía trên, mà còn phải giữ cho cái bộ lá nó được xanh, mướt, đẹp. Mà bây giờ giữ bộ lá là còn khó đó mọi người. Đặc biệt là chuẩn bị sắp bước vào cái quá trình làm bông cho cây ha. Thì sau khi mình cơi đọt cuối này đi, thì sẽ có sự chuyển đổi nhiều về các cái loại phân và thuốc mình sử dụng. Thì trong các video tiếp theo mình sẽ cố gắng cập nhật cho mọi người về cái quá trình chuyển đổi phân đó, bước qua cái giai đoạn mới cho cây ha. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin công việc cũng như cái quá trình làm việc của mình trên tất cả các loại hoa kiểng của gia đình mình. Bye.